Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Cuộc sống trái ngược của băng hoàng cải lương một thuở. Chứ đến nghệ thuật cải lương không thể không biết đến cái tên đình đám nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long và nghệ sĩ nhân dân Minh Phương là ba ngôi sao được mệnh danh là ông hoàng cải lương Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động, mọi người đều chọn cho mình một lối đi riêng. Nghệ sĩ nhân dân Minh Phương. Nghệ sĩ nhân dân Minh Phương vào nghề từ năm 1964, khi còn là cậu bé 14 tuổi. Nhờ danh hiệu ngôi nguyên vọng cổ, nam nghệ sĩ trở thành cái tên triển vọng trong giới sân khấu đầu thập niên 1970. Suốt gần 60 năm làm nghề, ông có gia tài hàng trăm vai diễn, nổi bật như các vai Nguyễn Trãi, Trạng Ngọc, Côn Sơn, Minh Tố Ánh Nguyệt, Tùng Pha Lê và Các Bụi, Luân Đời Cô Lụ. Các nữ nghệ sĩ đã từng diễn đôi với ông như nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, nghệ sĩ Ngọc Giàu, nghệ sĩ Mỹ Châu, đặc biệt nhất là nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, được xem là cặp nghệ sĩ vàng của cải lương miền Nam, dành cho cả đời cho sân khấu. Ông được khán giả ưu ái gọi với danh xưng ông hoàng cải lương. Dù được ngưỡng mộ yêu mến, Minh Phương không xem đó là điều gì quá lớn lao, mà đơn giản chỉ là sự may mắn mình có được. Nam nghệ sĩ nói tự hào với thành tựu nghề hát, nhưng ở tuổi này ông không sống chỉ để hoài niệm về vinh quang quá khứ, vì những đóng góp của mình trong suốt nhiều thập kỷ. Vào năm 2007, Minh Phương được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, và đến năm 2019, ông được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Ở tuổi U80, Minh Phương vẫn nhận lời biểu diễn khi điều kiện sức khỏe cho phép. Cách đây không bao lâu, Minh Phương triển lãm 103 bức ảnh kể quá trình trở thành ngôi sao cải lương từ thập niên 1970 đến nay, nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Về đời tư, ông từng trải qua hôn nhân đổ vỡ, cho đến khi tìm được niềm vui an ủi chuỗi xế chiều bên vợ hiện tại, bà Đỗ Thị Hồng, chung sống nhiều năm. Cả hai người, ngoại nghĩa vợ chồng, giờ đây xem nhau là bạn bè tri kỷ. Minh Phương có ba người con và may mắn cả ba đều đã trưởng thành, có cuộc sống ổn định. Minh Phương hiện cũng là quản lý câu lạc bộ cà phê nghệ sĩ Minh Phương, nhóm gồm những nghệ sĩ nhân viên hậu cần lớn tuổi, từng nổi tiếng một thời trong giới cải lương. Mỗi dịp tụ họp, họ chia sẻ với nhau về những buồn vui, nỗi niềm, cuộc sống. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh tên thật là Võ Văn Ngoan, từng được những người đồng nghiệp gọi thân mật là anh Năm. Ông sinh năm 1958, trong một gia đình có 6 người chị em, anh là thứ tư, có 2 người em cũng theo nghề là nghệ sĩ Hồng Nhung và nghệ sĩ Tiểu Linh. Trong sự nghiệp, Vũ Linh nhờ ngoại hình hào hoa phong nhã cùng giọng hát ngọt ngào đã chiếm lấy tình cảm đông đảo khán giả. Ở thời kỳ đỉnh cao, ông gắn với những vở cải lương nổi tiếng như Hoàng Vọng Phu, Dù Áo Bụi Đời, Bức Ngôn Đồ, Đài Việt, Cô Đào Hát, Lương Sơn Bá. Hiếm có nam nghệ sĩ nào vừa có tài vừa có sắc như nghệ sĩ Vũ Linh. Cái tài của người nghệ sĩ này không chỉ ở giọng hát say đắm, mà còn đa dạng các thể loại, từ chính diện đến phản diện. Khi ấy, bộ đôi tài linh Vũ Linh là bảo chứng cho mọi thành công khi công chiếu. Đặc biệt khi thời kỳ cải lương băng đĩa rôm rộ, đi đâu người ta cũng bắt gặp hình ảnh của nam nghệ sĩ này. Ngoài tài linh, nam nghệ sĩ còn kết hợp với một loạt nghệ sĩ khác như Ngọc Huyền, Phượng Mai và những giai điệu hồ quảng đi vào lòng người. Không ngoa khi nói Vũ Linh là ông vua cải lương khi thống trị bất cứ thể loại nào. Ở thời kỳ hoàng kim, Vũ Linh là một cái tên được khán giả khắp nơi săn đón. Đẹp trai, giàu có, tài năng đi đến đâu được tung hô. Dù nổi tiếng với nhiều vai diễn cùng các cô đào trên sân khấu, nhưng ngoài cuộc sống, anh là có đời sống tình cảm khá lận đận. Nam nghệ sĩ từng yêu say đắm một thiếu nữ xinh đẹp, con nhà giàu. Tuy nhiên, vì cha mẹ cô gái mang định kiến với kiếp cầm ca, nên đã ra sức cấm cản khiến cho mối tình này phải sớm tàn. Sau mối tình đứt gánh giữa đường đó, Vũ Linh sống cùng một cô gái gần nơi đoàn diễn đóng đô, rồi họ có với nhau một cậu con trai. Nam nghệ sĩ hết lòng yêu thương đứa con giống mình như tạc. Thế nhưng chẳng may gần 3 tuổi, cậu bé đã qua đời vì bệnh nặng. Một thời gian sau, Vũ Linh cùng nghệ sĩ Thanh Thanh Tâm cùng viết nên câu chuyện tình, từng tính chuyện đi đến hôn nhân, nhưng cuối cùng cũng chia tay trong âm thầm. Sau đó, ông cũng trải qua một vài mối tình, nhưng đều không có cái kết đẹp. Nghệ sĩ Vũ Linh sống khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước giới truyền thông. Hiện tại khi ở tuổi 70, ông hoàng cải lương sống bình dị không vợ con, trong một ngôi nhà tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1966 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long được mệnh danh là ông hoàng cải lương và nổi tiếng với các vở cải lương Người Đẹp, Bến Tiền Châu, Y Ban và Nàng Tiên, Phụng Nghi Đình. Ông được xem lớp tài năng kế cận sau nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Năm 1992, ông cùng nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền được giải đô diễn viên được yêu thích nhất
huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 1995, gương mặt nghệ sĩ tài hoa năm 2000 và giải mai vàng 2003. Ngoài sự nghiệp vững chắc, nam nghệ sĩ còn biết đến là người đào hoa và từng trải qua 3 lần đò. Năm 32 tuổi, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long lên xe hoa với người vợ đầu tiên. Sau khi kết hôn, cặp đôi có một con gái chung là diễn viên Hoàng Kim Phụng. Sau đó, anh ly hôn với người vợ đầu và kết hôn với Cẩm Tú, em gái của danh thủ Nguyễn Hồng Sơn. Sau khi ly hôn với diễn viên Cẩm Tú, Kim Tử Long có mối tình với nghệ sĩ Trinh Trinh, là cháu ruột nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng. Hiện tại cặp đôi có hai cậu con trai. So với hai đàn anh trước, Kim Tử Long là người hoạt động sôi nổi và miệt mài nhất. Không chỉ trên sân khấu cải lương, nam nghệ sĩ còn lớn sân sang làm giám khảo show truyền hình.